Các cậu xem, đây là tuyến đường cụ thể. Quan trọng nhất là phải nhớ nhiệm vụ của mỗi người và vị trí cụ thể của mình. Ngày mai chúng ta chỉ có một cơ hội. Một khi nổ súng lên, người Nhật rất có khả năng giáng lấy chúng ta trong vòng 5 phút, bảo vệ chúng ta trong vòng 10 phút. Vì vậy kiệu hoa, cứu viện, thuốc nổ, đánh tiếp viện, bất kỳ hoàn cảnh nào đều cũng có thể xảy ra. Bằng không Tiểu Ninh sẽ không cứu được. Tôi còn nhấn mạnh một điểm, cho dù ngày mai tình tiết nào xảy ra vấn đề, tình tiết tiếp theo đều phải buông bỏ ứng cứu, bắt buộc rời khỏi. Hiểu, hiểu. Còn chưa nói ai phụ trách tiêu diệt Hán Giang Viên Giả. Hắn đụng vào đầu súng của ai thì người đó nổ súng. Vấn đề này không cần thảo luận. Để tôi. Nam Nam, không cần dọn nữa. Hôm nay không kinh doanh, quen thôi. Em không quen nhìn nó bẩn. Soái tử nói rồi, chúng ta tới Tân Tứ Quân là đi dọn dẹp vệ sinh cho quốc gia. Quả thật, mong ước lớn nhất của em chính là làm một thợ cắt tóc thật giỏi, cầm kéo cắt tóc phục vụ khách hàng, chứ không phải cầm kéo đi giết người. Đây đều là bọn giặc, nhà phiến biến mất hết. Mau mau giấu đồ đi. Mau mau lên. Đến rồi đây. Trưởng quan, trưởng quan, trưởng quan, trưởng quan. Các anh làm gì vậy? Hôm nay chúng tôi không làm việc. Tiết tiểu thư bảo chúng tôi đến, mời ba vị làm người nhà cô dâu, đưa cô ấy qua cửa. Đây là lễ phục chuẩn bị cho các người. Mặc đi, bây giờ đi luôn. Chúng tôi đã bên ngoài. Được, không đi được rồi. Trang phục phương Tây. Tiểu Ninh xảy ra chuyện rồi. Dừng. Viên giả phát hiện hành động của chúng ta sao? Chắc không phải đâu. Nếu như phát hiện, hắn sẽ không ngăn chúng ta lại, sẽ để chúng ta rơi vào biển lửa. Nhất định là việc xảy ra ngoài ý muốn. Làm cái gì thế? Chúng tôi là người đưa thư. Chúng tôi đến đưa thư. Đưa sao mau chóng đi đi. Cảnh sát đang làm việc. Biết rồi, biết rồi. Hôn lễ kiểu Tây không phải là hôn lễ kiểu Trung Quốc sao? Tân lang và tân nương còn có xe hoa, đạn của chúng ta không bắn qua được. Viên giả là báo hư rồi. Nhưng Tiểu Ninh phải làm sao? Chủ ý thời gian nghĩ ra. Đúng đó, Tiểu Ninh không thể giải cho hắn được. Bây giờ em lập tức gửi tin cho mọi người, hủy bỏ hành động, hủy bỏ. Để anh xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lỡ như viên giả phát hiện ra anh thì rắc rối lớn đó.
Tiểu Ninh sẽ không vô duyên vô cớ thay đổi kế hoạch. Nếu như lần này không cứu nổi cô ấy thì Tiểu Ninh thật sự sẽ đồng phòng với Diên Giả sao? Còn chưa nói với anh ấy cẩn thận nữa. Tân nương ra rồi. Nhìn dáng vẻ của tân nương thật xinh đẹp, thật xinh đẹp. Nam thanh nữ tú, xinh đẹp quá. Ra rồi, thật xinh đẹp, thật xinh đẹp. Diên Giả, anh đợi đã. Anh bỏ em xuống. Em còn chuyện chưa làm. Tân nương gả ra ngoài rồi, chứ không được chạm đất nữa. Ngân Thu, cầm đàn của em ra đây. Diên Giả, anh đón em đi như vậy thì cũng phải đưa lì xì đỏ cho người nhà em chứ. Đúng. Em xem trí nhớ của anh. Anh có chuẩn bị. Anh vừa kích động liền quên mất. Nào, để em xem trước. Tình cảm của anh dành cho gia đình em có sâu đậm không? Diên Giả, cha em đã không còn rồi. Họ là người nhà duy nhất của em. Anh lại kêu kiệt như vậy à? Mang tiền không? Tiền, tiền. Mau. Tiền, mau lên. Tiền. Tiền, tiền. Tiền. Tiểu Ninh, chỗ này đủ chưa? Chỗ này vào đồng phòng, anh sẽ đi gấp đôi, được không? Anh Ngân Thu, anh Phúc Tử, đưa em gái đoạn đường cuối đi. Mau đem nước và rượu gạo tạt đằng sau xe. Tạt rồi chứng minh con gái gả đi như bát nước hất đi. Anh không làm được. Bát gạo này nếu như tạt ra chính là chúc phúc bọn họ không thành danh toại, có ăn có mặc. Tôi không làm. Tân nương lên xe. Tân nương nên dắt quạt rồi. Dùng cái này đi. Cái này đắt. Theo phong tục, dứt quạt là thể hiện không đem những bệnh xấu đến nhà trai. Tiểu Ninh làm như vậy, lẽ nào còn có ý khác sao?
Nguy hiểm quá. Sau đây chúng ta sẽ làm theo kế hoạch như cũ, ứng cứu Tiểu Ninh theo con đường bắt buộc phải đi qua. May mà Tiểu Ninh kịp thời cứu chúng ta. Đúng rồi, Tiểu Ninh đưa cho tôi một mẫu giấy. Bên trên viết viên giả có một bản văn kiện giao cho người Nhật Bản, nhưng địa điểm cụ thể vẫn chưa biết. Tôi đoán là nó muốn làm rõ tình báo. Nó không cần mạng nữa à? Cô ấy là đang không muốn cái gì nữa rồi. Nói dễ nghe là chui vào hang cọp, nói khó nghe là muốn ngủ cùng soái. Được rồi, hai người các cậu đợi đuôi nhỏ ra, các cậu cùng nhau rút lui đi. Chúng tôi không thể đi. Tại sao? Nếu như bọn tôi đi bây giờ, Ishihara cùng viên giả không nghi ngờ Tiểu Ninh à? Đúng đó, hôm nay cô ấy làm việc vô cùng có ích. Hai các cậu muốn làm liệt sĩ à? Liệt sĩ cái gì? Không phải vì Tiểu Ninh sao? Không nói với anh nữa, chúng ta đi mau. Alo, cục cảnh sát, xin hỏi đón ở đâu? Các cậu về đi. Tôi vào trong xem Tiểu Ninh. Cô ấy lần đầu kết hôn mà, ít nhiều cũng sẽ sợ. Người ta là tân lang chứ đâu phải lang sói, quậy động phòng thôi. Chúng tôi cũng coi như là người nhà gái. Đúng đó, chúng tôi làm hôn lễ chia tay, không có khái niệm quậy hôn phòng. Hơn nữa, chuyện động phòng các cậu cũng không giúp được gì. Nhưng đi về đi. Em là người thế nào? Bây giờ mọi người nên biết rồi chứ. Nếu như em đã chọn con đường này thì em sẽ đi tiếp. Giúp em đem cái này về nhà, đốt trước ảnh của cha em. Nói với ông ấy, con gái ông ấy rất tốt. Quên cô ấy đi. Được rồi, về đi. Ba dì, xin mời.
Anh làm gì vậy? Đây không phải lúc đọc sách. Vẫn còn hai chương chưa xem xong. Nếu nhanh buồn ngủ thì ngủ trước đi. Hôm nay chúng ta cùng nhau ngủ. Xin lỗi, em vẫn chưa chuẩn bị. Đêm nay anh ngủ ở đây đi. Em ngủ ở phòng khách. Đứng lại. Diên Dạ, bỏ em ra. Anh làm chó nhiều năm như vậy, anh có dễ dàng không? Trước mặt người Nhật Bản, anh là một con chó. Anh phải học được cách dãy đuôi trước, sau đó biến thành chó sói. Ishihara bảo anh cắn ai thì anh cắn người đó. Bây giờ anh chính là chó điên. Anh bắt được ai anh cắn người đó.